huyến thành sơn, ngăn chư có tông diện tích tất lâm nghiệp, bổn mượn hàn nghìn hàn cầm thổ mượn hàn ả. Có nghi diện tích tất trường sản xuất kênh 30.000 răm cầm thả mượn thảm hàn ả. Rừng phong hố kênh mượn 1.000 thổ cầm 70.000 hàn ả. Xa lướng gô khải thác ước đạt kênh mắc cầm thả mượn thảm hàn cầm 73 mét khối. Nghề chính là nguồn nguyên liệu quan trọng để phục vụ cho cơ chế biển tôm, kênh quyền bền, đồng thời huyến cỏ thả quốc lố và hàn quả. Giao thông huyết mạch nổn liền với các tinh, huyến miên tôn khác, giúp huyến thành sơn, vơ thành lô tập kết, kinh doanh lâm sản phát triển, táo việc là thu nhập ôn đính cho tư hố dần. Đối với Sa Bông Miếu thì có 2.000 đối với Sa Bông Miếu có hơn 2.000 ha tất tôn rừng sản xuất có nghi bắc còn nhân dân còn xa chủ yếu mồm kèo là chỉnh tê khuyến khích bắc còn nhân dân phát triển kinh tế đối với cần lâm nghiệp kênh quên bền xa ngăn sư kênh quên bền chủ yếu mồm kèo lại mặt hàng kèo chủ yếu phục vụ cho sản xuất gô vạn bóp vạn ép và ván ép ở trên địa bàn. Cách ni mưa nằm với cước huyến thành sơn mới chỉ có vài hố làng nghề chế biến gô, song rô lới thể về kinh tế để thuấn lới còn kinh doanh chế biến lâm sản. Từ hố bắt đầu huy động nguồn vốn còn gia đình, cùng mang trong hố để đầu tư nhà xương để thiết bị máy móc chế biến gô. Toàn huyến ngắn từ bậc kênh hàng trăm thảo nguyên chỉ cơ sơ kinh doanh để chế biến lâm sản. Có nghi có kinh mắc cầm cơ sơ sản xuất kinh doanh có quy mô to, chủ yếu tập trung ở các xa Trúc Luyến và Miểu Định Qua, Hương Cần, Sơn Hùng, để thị trấn Thành Sơn. Kinh doanh chế biến lâm sản ở Thành Sơn tuy chẳng phải là nghề mới, mây lại là nghề vắng lái thu nhập cao để giải quyết việc là cho người dân ở Lô Nỉ. Với kênh hàn cầm hố là nghề chế biến lâm sản, của cơ sơ đều có phương thức hoạt động, tứ thọc lội đi viền chính mình. Mức đầu tư mùa xương khoang cơ, ba cầm chiếu tỉnh cầm chiếu tùng, nguyên liệu thu mùa, thị trường tiêu thú có thể ngánh viền ở từng mặt hàng, doanh thu cũng khá giả. Mày thầu chơ sư chỉ phỉ mùa xương theo có mức thuấn lới, lới nhấn đạt cơ mắc cầm tỉnh và cầm chiếu tùng. Này cũng là thể mánh công phát trên kinh tế mà huyến Thành Sơn ta đi tàng khai thác, khuyến khích phát triển. Các sản phẩm chế biến chủ yếu như sâm manh, vạn bóp, vạn xe, vạn thành, chế tác theo kinh doanh đô mộng giả dúng. Các sản phẩm thấu cho chế biến, ản tiêu thú ở thị trường, còn với ngoài tinh phủ thó. Mà phần ản xuất hàng thị trường Trung Quốc, Đài Loan, nhiều cơ sở doanh nghiệp ta tích cực áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối với địa bàn xã thì hiện tại là có 7 cái cơ sở chế biến, nhưng mà chúng tôi là luôn luôn tạo điều kiện cho bà con dân là và các đối với quyền biển, chứ nào cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cơ sở chế biến là lập bỏ tê sản xuất thôi nhất, tiêu thú sản phẩm cho bà con nhân dân kênh quyền biển, ngăn trừ kênh quyền biển xa ta có 7 cơ sở sản xuất chế biến gô, vạn bóc, vạn ép. Tiêu thú săn lướng mà nằm hơn hàng nghìn mét khối gô, tạo điều kiện cho bà con nhân dân lấy lãi thu nhập cho bà con kênh quyền biển xa. Việc đầu tư xây dựng các xương sản xuất, chế biến gỗ rừng, mồm, tăng táo hà phơi cơ hối mời, tăng việc là tăng thu nhập cho trong anh lao động nông thôn để tổng góp cho ngân sách quyền bền, tăng giá trị kinh tế cho cân gỗ rừng. Tề cơ sở chế biến gỗ hoạt động theo đúng các quy định của nhà nước, phòng kinh tế, hạ tầng, huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan, tiến hành kiểm tra ra soát, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản, yêu cầu các cơ sở chế biến lâm sản thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động cũng như cam kết bảo vệ môi trường.